tôi thấy thì nếu mình về quan điểm bảo vệ mẹ nào mà không nổi mấy triệu thì nhặt mẹ cả đi ăn tiền gì không nổi làm cái gì thì mẹ tao khi đầu tao đưa tiền đi làm vợ đưa tiền đi làm đưa tiền thu 24 rồi đấy. Mẹ cho kẹp với con như nào à? Còn như đồ nào? Kẹp thì có mà là còn. Kẹp thì trông cơ mà. À thế thì có nhưng mà bây giờ thì ta phải đáo hạn mình lấy được thì... Thiếu bao nhiêu? Thì thiếu 2 triệu đây. Vậy mình lấy tiêu hết cơ, vậy mình lấy tiêu có 2 triệu á? Thiếu 2 triệu thì bao nhiêu? Ít tưởng tiêu nhiều đấy. Thì vậy thì mới bảo là để anh đáo hạn xong là đến lúc ta. Đi mẹ làm 2 triệu là thì có rồi 2 triệu tiền đầu. Đi mẹ tiền 8 nó còn phải tăng nợ kia.